ai sẽ là người bước đi một bước trước? Quán tôi gì? 3, 2, 1. Em thua. Thắng được quyền quyết định mình đi trước hay đi sau? Em đi sau ạ. Đi sau, mời đi trước. Hãy chọn vị trí thông minh, vị trí có thể làm chủ tình hình. Anh Quang Trung. Nó có mang chuyện làm rồi. Đây là câu hỏi dành cho Quang Trung. Dạ. Yeah. Nữ giới và nam giới ai chịu lành tốt hơn? Cái này anh cũng biết huống chi. Rất đơn giản luôn. Mình coi phim thì mình cũng thường thấy rồi. Đa số nam giới á, toàn là nhường áo cho phụ nữ không à. Đúng rồi. Tại phụ nữ hay bị lạnh hơn. Nhưng trời ơi, lạnh quá, lạnh quá. Đó là phụ nữ nước ngoài. Còn phụ nữ Việt Nam thì khác nha mọi người. Đặc biệt lên những vùng cao như Đà Lạt hay Sapa, toàn là những chị em bạn gái mà mặc váy ngắn, mặc siết đi chụp hình ngoài trời lạnh không hề ngại ngần không. Đàn ông chụp hình nó đứng như nè. Không đi mới lẹ đi, mới lẹ đi, mới chưa. Đó bắt đầu da thịt hở vậy mà không thấy lạnh. Có lý quá trời luôn. Đúng không? Cho nên em nghĩ cái người mà chịu lạnh giỏi hơn á, để có hình đẹp bất chấp mọi thủ đoạn luôn, là phụ nữ. Sai. Nữ giới hợp lý. Sai hả? Sai rồi. Sao sai? Em thấy đàn ông là lúc nào cũng cái hơi nóng á. Hơi nóng cái người từ đàn ông rất là nhiều. Nhiệt độ có thể. Em nóng lắm rồi. Em nóng lắm. Vậy là chị có cốt đàn ông. Bình thường là vậy mà. Em á cũng nóng lắm. Ai không tin em nóng dữ lắm. Rồi, Quang Trung cho rằng đó chính là nữ giới. Dạ. Ngọc Thảo. Nóng máu. Có tin hay là không? Máu hơn. Mình coi phim thì mình cũng thường thấy rồi. Đa số nam giới á, toàn là nhường áo cho phụ nữ không à. Đúng rồi. Tại phụ nữ hay bị lạnh hơn. Đó là phụ nữ nước ngoài. Còn phụ nữ Việt Nam thì khác nha mọi người. Đặc biệt lên những vùng cao như Đà Lạt hay Sapa á, toàn là những chị em bạn gái mà mặc váy ngắn, mặc zip đi chụp hình ngoài trời lạnh mà không hề ngại ngần không. Khó tin quá à. Không tin. Không tin. Yeah. Bắt đầu em nóng nha. Nóng máu đi em. Nóng máu, máu đi em. Nóng máu. Không tin là hãy nóng máu rồi. Em ngược lại là em nghĩ là nam giới. Em nghĩ vậy. Thật ra em chịu lạnh cũng tốt lắm. Em đừng nói về em mà ta nói về số đông mà. Vì chắc là đàn ông á. Đàn ông. Dạ ta khỏe hơn mà. Trời ơi. Lựa chọn Ngọc Thảo là sự lựa chọn chính xác. Đáp án phải là nam giới. Phụ nữ có lượng mỡ cơ thể nhiều hơn nam giới. Nhưng khoa học đã chứng minh được rằng ngưỡng chịu đựng lạnh của nữ giới lại thấp hơn là của nam giới. Thì cũng dễ hiểu. Đó. Vậy mà những chị em vẫn hy sinh chụp hình. Một dấu O thuộc về Ngọc Thảo ở vị trí Quang Trung. Yeah. Bây giờ là Mia. Dạ, em chọn với Vuka. Vuka. Cái việc làm mà nha. Ăn sikula. Ăn sikula. Ăn sikula có thể giảm bớt vị cay một cách nhanh chóng. Đúng hay sai? Trời ơi. Dạ, em xin hùng hổ trả lời là sai ạ. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta bị cay thì chúng ta thường biết chúng ta sẽ dùng cách gì ạ? Uống sữa. Uống sữa tươi sẽ hết cay rất là hiệu quả. Và không ai mà ăn sikula để hết cay cả. Tại vì sao? 14 tháng 2 thường những người không có người yêu rất là cay cú những người có người yêu. Đúng rồi. Cay lắm, rất cay. Tức giận lên và đi mua một hộp sô-cô-la về ngồi. Một mình ăn hết hộp sô-cô-la vẫn không hết cay. Đúng rồi. Không hề hết. Đúng không? Em hết cay chưa? Em chưa hết cay anh. Vẫn còn cay. Đó là cay tinh thần cũng không hết. Mà bây giờ cay bằng thể xác thật. Ví dụ mình ăn một miếng tương ớt đi. Hay quá. Mình cay. Cái này bình thường thôi. Nhưng mà khi mà xịt chinh su vô thì nó rất là đậm vị và bùng hương vị đó nha mọi người. Anh Lâm hỏi thăm anh Lâm, sao cái miếng đồ ăn đó qua bao nhiêu tập vẫn còn nguyên vậy anh? Cái miếng đồ ăn này nè. Ăn hoài không cay hết mà. Vừa ăn ngon miệng, cay the the đầu lưỡi thôi. Cay the the. Bây giờ mà ăn một miếng tương ớt mà mình ăn vô một miếng sô-cô-la sẽ không hết cay mà nó bị kỳ. Chẳng ai mà ăn tương ớt xong mà cay ăn sô-cô-la hoặc là ăn cay xong ăn sô-cô-la vô. Cho nên là em chọn đó là đáp án sai. Mia, tin hay không? Em nghĩ là em nên tin chị. Tin. Mia đã tin Vuka. Đó là sự lựa chọn của Mia. Không ai cản được sự lựa chọn của cô ấy. Dạ. Yeah. Nhưng cô ấy chọn sai rồi. Không chính xác. Kỳ á. Đáp án phải là chính xác. Đúng. Capsaicin trong ớt dễ bị hòa tan trong chất béo. Lượng chất béo cao trong hầu hết các loại sô cô la sẽ giúp đẩy lùi một cách nhanh chóng capsaicin ra khỏi miệng. Chị xin lỗi, chị quên là trong sô cô la cũng có sữa. Chị không biết. Chị không biết, xin lỗi. Chứ không phải chị quên. Một dấu O nữa, tiếp tục
thuộc về Ngọc Thảo. Chúc mừng. Wow. Bây giờ Ngọc Thảo có hai vị trí đó, nhìn nó rất trất quất, nhưng chỉ cần kết nối một vị trí thì hai vị trí đó sẽ thành hai cơ hội chiến thắng. Dạ, anh Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Câu này khó. Khó anh. Ai là người Việt đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ? Trời ơi. Nhiều anh là người đầu tiên đúng không ạ? Không không, hồi trước cái người đầu tiên kìa. À chứ không phải anh ạ. Dạ xin lỗi anh. Rồi, cứ thẳng thôi vấn đề nha. Thì cái đó chính là ông tổ nghề thêu Trần Quốc Khái. Ngày xưa ổng là một cái cậu bé rất là nghèo nhưng rất là thông minh. Em nghe cái câu chuyện mà nhà không có đèn cầy và bắt đom đóm bỏ cái trâu trứng gà chưa? Để cho sáng lên mà thấy tia sáng lên mà để học bài. Để học bài đó. Dạ rồi, chính là ổng. Kim túc. Rồi sau này ổng lớn lên bởi vì gia đình quá nghèo, một ngày nọ ba mẹ ổng bắt ông ra sông bắt cá thì không có gì để hứng cá hết và ổng mới nhìn xung quanh thì ổng mới thấy những cây tre cây trúc và ổng mới chẻ những cây tre cây trúc ra và ổng làm một cái gọi là như cái thúng bây giờ đó để bắt những con cá, những con cua, những con tôm vào đó. Và sau nữa ổng có cái năng khiếu bẩm sinh và ổng lấy những cái rễ cây nọ ổng đan thành cái vỏ, đan thành nói chung là tất cả cái dụng cụ thì ổng dạy cho hết tất cả dân làng luôn. Một ngày nọ tiếng lành đồn xa tới cung đình đó. Nhà vua phát hiện và nhà vua bắt đầu giới thiệu cũng như tập tành cho tất cả bà con ở cái vùng đó biết là đang thiêu như thế nào. Sau này ổng phát triển lên và ổng chính là người đầu tiên mà đem cái ngành thiêu qua đất nước Hoa Kỳ để mà giới thiệu văn hóa của người Việt mình. Cảm ơn Lê Diệp một lần. Em không tin. Trời ơi. Không tin. Tại lúc nãy em tin anh, em chết. Ngọc Thảo không tin. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Đáp án là sứ thần Bùi Viện. Theo sử liệu chính thống, vào đầu thập niên 1870, vua đã cử sứ thần Bùi Viện dẫn đầu phái bộ sang Hoa Kỳ cầu viện và đã gặp được tổng thống Hoa Kỳ, khi đó là Ulysses Simpson Grant. Lâu nay, nhà ngoại giao Bùi Viện vẫn được coi là người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Hoa Kỳ. Hèn chi đường Bùi Viện. Đường Bùi Viện toàn người nước ngoài không? Phố Tây quá trời người. Một dấu O nữa đã thuộc về Ngọc Thảo. Đường rộng thênh thang. Bây giờ Ngọc Thảo có 2-3 lối đi, mình phải chặn một lối trước đã. Ủa, em tưởng em được chọn tiếp chứ quên mất. Hãy chọn vị trí để chặn đường của Ngọc Thảo. Em nghĩ anh chọn anh Huỳnh Lập. Huỳnh Lập được chọn. Mẹ con Lý Thông khi chết hóa kiếp thành con gì? Quá dễ. Quá là dễ luôn. Theo như chúng ta đã biết. Không biết. Biết rồi. Ai nói Lý Thông không biết? Không biết rồi. Tự nói. Để không biết. Biết đúng không? Vậy em sẽ kể cho chị biết. Biết đi cho nó đừng kể. Câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông là một câu chuyện nói về cái sự ác nhân ác báo. Biết câu chuyện đó để lại cho ngàn đời sau những cái giá trị bài học nhân văn về tình người cũng như là nhân quả, nhân cách làm người. Lập em giao lưu với máy, đừng giao lưu tụi anh. Tại vì em tính kể cho chị Harry nghe. Không cần, em giao lưu với máy đi ạ. Và như tất cả mọi người cũng đã biết, mỗi một câu chuyện cổ tích đều có được một cái giá trị nhân văn nhất định cho những người ở ngàn đời sau để mà chúng ta có được một bài học rút ra cho cái cuộc sống ngày hôm nay. Cái đó tụi anh biết rồi. Dạ. Mình hỏi là hóa thành con gì? Hóa thành con gì đúng không? Thì thôi như chúng ta được biết con gì mà nó dơ. Con dơ. Nhiều con dơ lắm. Con dơ. Trời ơi. Dê chó con dán. Dán hả? Con người mà dơ thì cũng dơ à. Con đúng. dơ. Nhưng mà những cái con gì mà nó hay bu vô những cái vật gì đó mà nó có cái mùi âm ẩm hôi hôi á. Rồi. Không, con rùa nó chỉ bu vô cái chỗ thúi thôi. Vậy thôi nói đi đố người ta chi, người ta trả lời đố chịu. Mệt quá. Con bọ. Đó là một loại côn trùng. Côn trùng hả? Đó. Tức quá, bây giờ trả lời nhanh đi. Đó là một loại côn trùng, một loại gặm nhấm mà ta nói là nó hèn côn mọn. Côn trùng mà gặm nhấm. Tức dữ nữa. Hai mẹ con này rất là hung dữ. Chuột hả? Cho nên là biến thành con bọ hung. Tại hung dữ, hai mẹ con này hung dữ lắm. Rồi, đáp án là bọ hung. Bọ hung. Tin hay không? Năm. Em không ạ. Không tin. Rồi xong. Bây giờ nếu như chính xác thì cô ấy sẽ được một dấu ít đầu tiên. Nếu không chính xác thì Ngọc Thảo không nghiễm nhiên có cái dấu O mà mình phải trả lời trực tiếp tại vị trí đó luôn.
dạ. Thì mình mới mang về chiến thắng. Nhưng mà là câu khác đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dĩ nhiên rồi. Chứ không lẽ câu đó gì? Ủa sao nãy kết nối với em Ly thấy ổn lắm ạ? Sao giờ kết nối với Mie kỳ? Kỳ. Ủa Mie không ạ? Nhưng mà khác. Rồi. Không tin vào Quỳnh Lập là sự lựa chọn của Mie. Và đó là sự lựa chọn. À, em có đọc cái chuyện Thạch Thanh Lý Thông bao giờ chưa? Dạ có đọc ạ. Chắc là lại quên đúng không? Dạ. Mình không nhớ. Hay là em có nhớ câu gì không? Em nhớ mang máng mà. Máng là câu gì? Thạch Sùng. Thạch Sùng là câu chuyện Thạch Sùng. Thạch Sùng là bên cái mẹ kho. Chắc bá lộn Thạch Xanh với Thạch Sùng. Sự lựa chọn của Mie không tin Huỳnh Lập là sự lựa chọn không chính xác. Bỏ hung thiệt hả? Bỏ hung đó. Bỏ hung thiệt không, mà. Nhớ là bỏ hung á. Đáp án là bò hung. Sau khi rõ mọi chuyện, nhà vua truyền lệnh bắt giam mẹ con Lý Thông, nhưng được Thạch Sanh xin tha cho. Trên đường trở về, mẹ con Lý Thông bị sét đánh chết tươi, hóa kiếp thành bò hung. Đó là cái kết cho những người sống gian dối. Chết rồi, chết tụi mình rồi nha, tụi mình nha. Nha mọi người. Ơi, tụi mình ở đây có tới 9 con bò hung lận. Trời ơi, cẩn thận nha chị em. Bây giờ Ngọc Thảo sẽ có hai cơ hội kết thúc trận đấu, có thể ngay tại Huỳnh Lập hoặc là chọn vị trí của Harry. Mời chọn. Em chọn chị Harry. Harry. Có cơ hội là đổi liền, dấu cộng luôn á. Đang là dấu cộng luôn á. Những củ cà rốt đầu tiên trên thế giới có màu gì? Trời ơi. Ai mà tất nhiên là màu cam rồi. Nghệ sĩ vậy đó, tào lao chứ không biết gì đâu. Tất nhiên là màu cam rồi. Không, nghe nè, nghe cái người mà Hàn Quốc người ta nói chuyện nè. Màu cà rốt á thì ai cũng nghĩ là nó màu cam. Nhưng mà nếu mà cái câu hỏi như vậy và trả lời đáp án như vậy thì dễ quá ra đây chi, đúng không? Đúng, đúng rồi. Ai, cho nên Harry nghĩ là thực ra thì Lâm Bì Dạ, em thích màu gì? Em mà em gãy hử, em thích màu tím. Màu tím? Dạ. Hỏi em, hỏi em. Em thì thích màu gì? Em tinh khôi, em thích màu trắng. À vậy thì Harry sẽ chọn là màu tím và màu trắng luôn. Trời ơi. Ủa nó phải củ dền đâu mà màu tím chị. Ê, nhiều khi nha, tại vì cà rốt mình cũng gọi là củ cải đỏ, có củ cải trắng, tức là người ta phân biệt bằng những cái màu sắc khác nhau nữa. Biết đâu á. Biết đâu. Có luôn. Chương trình của chúng tôi ai hiểu lắm à. Ai hiểu. Tức là em lựa chọn là màu tím và trắng. Dạ, tím và trắng. Ngọc Thảo, tên không? Có màu tím luôn hả? Cái củ đầu tiên á. 5, 4. Tên. Tên luôn hả? Đâu, em thích chị Harry. À thích chị Harry thì nói gì cũng thích hết. Chị Harry trả lời cảm tính cà rốt mà màu tím. Không có chứng kiến của bạn. Nhưng mà tại vì không có chứng kiến rồi nãy không tin rồi giờ tin. Cũng tin được. Tin hay không? Màu cà rốt á thì ai cũng nghĩ là nó màu cam. Nhưng mà Harry nghĩ là thực ra thì Lâm Bì Dạ, em thích màu gì? Em mà em gãy hử, em thích màu tím. Màu tím? Dạ. Hỏi em, hỏi em. Em thì thích màu gì? Em tinh khôi, em thích màu trắng. Vậy thì Harry sẽ chọn là màu tím và màu trắng luôn. Trời ơi, đúng rồi. Tên. Tên vẫn tên bất chấp. Em tên vậy. Em cứ tin chị đi và chị cũng đi kiếm cơm thôi em. Lựa chọn của Ngọc Thảo là tin vào sự kiếm cơm của Harry Won. Đó là sự lựa chọn. Chính xác. Theo Bảo tàng Cà rốt Quốc gia ở Anh, những củ cà rốt đầu tiên có màu tím hoặc trắng. Cà rốt màu cam mà chúng ta ăn ngày nay là kết quả của đột biến gen vào cuối thế kỷ 16 tại Hà Lan và duy trì tới ngày nay. Wow. Như vậy, chiến thắng đã thuộc về Ngọc Thảo và Mie sẽ dừng lại với giá trị tiền thưởng là 8 triệu đồng. Ngọc Thảo sẽ bước vào vòng đặc biệt cuối cùng. Vòng cuối cùng của chương trình Chọn Ai Đây buổi tối ngày hôm nay chào đón sự xuất hiện đặc biệt của siêu mẫu quốc gia, hot girl, ca, nhạc sĩ, diễn viên, điện ảnh, youtuber, doanh nhân, nữ doanh nhân trưởng đạt Ngọc Thảo. Thảo
Thảo ơi. Dạ. Mình là người tồn tại cuối cùng nhờ vào sự may mắn. Ủa? Sao nhờ vào sự may mắn? Nãy giờ đoán đại không mà, đúng không? Dạ vâng. Bây giờ có thể nào hát một bài tặng mọi người ở đây được không? À, em thật sự ngu ngốc à. Không, em đâu có ngu, ngu đâu có vô được tới vòng này. Nhưng mà em chỉ thuộc bài đó gần nhất thôi ạ. Em phải sửa lại là em thật sự hên lắm. Em thật sự hên lắm, bao muộn phiền ấy cũng không sao, để làm người yêu khóc. Mình có người yêu chưa? Dạ chưa anh. Ừ, cái gì cũng có lý do nha. Rồi, Thảo hãy chọn một vị trí. Chọn ai đây? À... thấy hổn hiếu bạc chân thành không? Không, nhưng mà mọi người nói là anh Hiếu là người cho mọi người đi về đúng không? Em hoàng tử tiễn đưa. Ủa bây giờ dòng này có nào cũng về bay mà đúng rồi, cỡ nào cũng về mà. Rồi em chọn anh Hiếu. Chọn anh Hiếu. Thêm một người dũng cảm nữa. Câu hỏi dành cho Hồ Quân Hiếu. Dạ. Dễ anh. Với câu hỏi này thì Thảo ơi, làm sao em biết được? Loài bướm. Trời ơi, con bướm xuân luôn. Hậu nghĩ là rất lành về bướm. Dạ. Tại vì hát bài con bướm xuân. Con bướm xuân. Loài bướm dùng bộ phận nào trên cơ thể để nếm mật hoa? Trời ơi. Anh hỏi mọi người đi anh. Anh hỏi mọi người rồi, rồi để anh trả lời. Hồi xưa nhà em ở quê á, tới cái mùa hoa về á, tất cả bướm nó tập trung vào đó thì thấy là nó hay bay, rồi nó đầu nó để cái râu của nó ịt lên trên cái nhụy hoa. Rồi. À cái râu nó cong gì nè. Đúng rồi, nó hút. Ủa nó hút gì? Nó phải có cái máy hút chứ trời. Trời hút nhụy chứ hút mật chứ hút bụi đâu. Kết luận lại là nó sẽ dùng bằng râu. Râu bướm mập đảo tin hay không? Tin. Wow. Trời ơi. Nó khả thi mà. Khả thi đúng không? Dạ. Đâu có dễ dàng vậy được. Dễ vậy đâu chị. Không, ảnh chị thấy vậy là chết lắm. Rồi chị đi chơi mà chị vậy là chết rồi. Thật ra là nó hút bằng cái cánh của nó đó. Lựa chọn của Ngọc Thảo hiện tại có chính xác hay không? Con bướm này là bướm gì? Thật bướm. Vâng, thưa quý vị, con bướm nó có nếm mật hoa bằng cái râu cái vò hay không? Dạ thưa quý vị, không ạ. Không chính xác. Đáp án là chân. Lý do bướm chủ yếu sử dụng đôi chân làm vị giác là vì chân chúng có chứa các cơ quan tế bào cảm giác nhỏ giúp chúng cảm nhận hương vị hoa ngay khi chúng đậu lên. Hay quá ha. Mỗi ngày một những điều mới mẻ. Dạ. Yeah. À, thì Hiếu, có thể mình cho coi xem ở trong phong bì mình có bao nhiêu tiền để mình tiếc nuối được không? Anh Hiếu đúng là hoàng tử tiễn đưa. Không sao, mình dạ. Trả lời sai mình tiếc cái gì. Nhưng mà cũng có 10 triệu mang về rồi. Dạ. 10 triệu mang về là số tiền cũng lớn rồi. Ông anh ơi, nhưng mà Thảo phải hãnh diện đi. Tại vì Thảo là như là người thứ hai trả lời sai chung kết đó. Hả? Dạ ai à? Thường là người ta đúng hết hả? Đúng hết đó, đa số mọi người đúng hết đó. Nhưng mà vô đây bối rối quá, mọi người làm em phân tâm kinh dị luôn á. Cảm ơn Ngọc Thảo ngày hôm nay xuất hiện. Cảm ơn những nghệ sĩ kính mời. Cảm ơn các anh chị nghệ sĩ trên chung cư nhà mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình cùng tôi.